Nhắc đến phong vị Tết là nhớ cái mùi hăng hắc cay cay tỏa ra từ chiếc bếp đốt toàn củi gộc nấu bánh chưng. Để có một nồi bánh chưng thơm ngon dâng lên ông bà tổ tiên thì các nguyên liệu cũng phải được chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Gạo nếp phải mua đúng chuẩn nếp cái hoa vàng, ngâm qua đêm, ướp nước lá ghiền, thịt phải chọn thịt vai sống nửa nạc nửa mỡ, vừa mềm vừa thơm thịt. Đậu xanh phải chọn loại bở bùi thì bánh mới ngon, lá dong cũng phải được rửa sạch, tước sống và để ráo nước từ mấy hôm trước rồi mới đem gói. Ông Bình nói với VOA rằng gia đình ông đã nhiều đời gói bánh chưng như vậy ở những ngày giáp Tết. Sống của gia đình em cũng lâu lắm rồi, từ ông bà tới giờ rồi. Em cũng sau này mới được gói được cũng gần hơn 20 năm. Cái bánh chưng nó có nhiều ý nghĩa lắm mà. Một năm nó thì cả gia đình quay quần lại làm cái bánh chưng, rồi tập hợp lại kể chuyện năm đã qua, xong rồi làm biết cho những bạn bè, biết cho người thân mình, nó cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Mình rất hạnh phúc khi mà gia đình được sum quầy lại, mọi người sum quầy lại làm một bánh chưng để cho nó có một cái không khí Tết. Gói bánh chưng bằng khuôn như vậy sẽ cho ra chiếc bánh vuông vức đều nhau. Người ta chỉ cần cho nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào khuôn gói bánh chưng đã lót lá dong. Đầu tiên là đổ gạo nếp vào trước, dàn đều ra khắp khuôn bằng phẳng. Sau đó cho một nắm đậu xanh lên, dàn ra cho đều. Tiếp đó là một miếng thịt đã ướp gia vị để ở giữa, rồi một nắm đậu xanh. Cuối cùng là đổ tiếp gạo nếp lên trên cùng, rồi gói các lá thừa lại thật gọn gàng, kín đều. Nhớ là cần gói chặt và đều tay các mối lạc. Nếu tự tin vào tay nghề của mình thì cũng có thể gói bánh mà không cần khuôn. Trong lúc gấp phải chắc tay thì chuyện gói bánh chưng tại nhà như vậy mới đẹp mắt và vuông vắn. Nhớ giấu các mép gấp lại bên trong. Cuối cùng gấp phần đầu lá dưới lên và gấp phần lá thừa bên trên lại tạo thành hình vuông cho bánh. Ngon dở của chiếc bánh còn tùy vào chữ tình của người gói bánh. Mình chủ yếu là làm cái bánh chưng này là để tặng biếu bạn bè, để gia dân trong gia đình hưởng thức với nhau thôi, quay quần lại chứ không về một bánh kinh doanh. Mình vui lắm chứ, một cái bánh chưng mình đôi bàn tay mình nấu ra, truyền thống gia đình mình thì người ta cũng quý, những người mình biết người ta quý lắm. Người bánh chưng nhà làm nó vui hơn, kỷ niệm hơn nhiều. Tuần về thì cũng chúc cho gia đình một xuân đầy nhà này hạnh phúc và chúc cho tất cả người Việt đó một mùa xuân ấm no và hạnh phúc. Các sống lá dong sẽ xếp xuống đáy nồi để tránh cháy bánh và cũng để nước luộc xanh hơn. Người ta xếp bánh lên trên, có thể thành nhiều lớp bánh và lá dong sẽ là lớp đệm giữa. Đổ nước ngập toàn bộ phần bánh rồi đun lửa to đến khi sôi thì giảm bớt lửa. Cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì kiểm tra bánh một lần để xem mực nước. Nước hụt bớt thì cho thêm nước đun sôi vào, chứ không được dùng nước lạnh vì sẽ làm sượng nếp. Thời gian luộc bánh trong khoảng từ 8 đến 10 tiếng thì vớt bánh ra. Kinh nghiệm cho biết nấu bánh chưng bằng củi, nồi làm bằng ton thì chiếc bánh có màu xanh tự nhiên rất đẹp. Khi vớt bánh ra cho vào thau nước nguội, dùng khăn sạch để lau bên ngoài bánh, sau đó xếp bánh ra chỗ thoáng mát, dùng một miếng ván mỏng đè lên bánh, sau đó dùng vật nặng đè lên trên, làm như vậy để bánh săn chắc cho tới khi nguội. Ở Sài Gòn thời khắc này, Tết đang gần lắm rồi.